Xin giới thiệu nhé, đây là hôm nay mình sẽ bổ cái quả bưởi giống mới mình này. Bưởi này mình cứ đặt tên theo chất lượng của nó. Nó là giống bưởi diễn, người ta lai tạo ra thành giống mới. Ấy mình ăn rất là giòn, cho nên là mình đặt tên nó là thành bưởi diễn giòn. Nhá, bưởi diễn giòn. Đây cái này là một chùm này. Một chùm được 1, 2, 3, 4, 5 quả, 6 quả một quả con. Một quả này quả con được 6 quả. 6 quả rất là ngon. Quả này không phải là to lắm mà vừa phải. Đấy. Mình tiến hành bưởi bổ và ăn, nói thực sự là bưởi này ăn ngon gấp nhiều lần bưởi diễn luôn. Tôm giòn, ráo nước, ngọt, nước rất là nhiều. Tiến hành này. Cuống nhá. Quả bưởi rất là ngon. Quả bưởi này mình chảy được một tuần nên là nó hơi héo. Bưởi này chảy xuống ăn ngay cũng ngon, rất là ngon. Nhưng mà nếu mà để được thì nó sẽ xuống nước càng ngon hơn. Nó giống bưởi diễn rồi. Bưởi này chỉ có khác là nó không để được lâu như bưởi diễn. Nhưng mà chất lượng thì ngon hơn bưởi diễn. Đấy, nhìn này. Bổ cái thấy múi luôn. Chất lượng múi tôm đẹp, ngon hơn. Giòn. Tôm ăn rất là giòn. Có một cái điểm khác nữa là bác nào mà hay bị mắc răng ấy, là ăn bưởi này sẽ không thích, bởi vì nó dai và nó mắc răng. Thế còn nó chất lượng hơn bưởi diễn, vì sao? Vì nó không còn vị đắng nữa. Bưởi diễn là kể cả diễn tại vườn luôn, tại vườn diễn luôn, khi bạn vặt bưởi xuống xong để nó xuống nước bổ ăn, nó vẫn có vị đắng. Đấy là bưởi diễn chính chính gốc. Còn riêng giống bưởi này là ăn không có vị đắng nữa. Đấy. Các bạn thấy chưa? Đánh gọt đấy, dốc chưa? Đấy. Cây này năm nay của nhà mình nó được khoảng 200 quả. Cây này mình đang nuôi tán này, các bạn thấy chưa? Đẹp chưa? Đấy, rất là đẹp. Em bấm đây để chụp ảnh nhé. Đó. Chụp đúng trung tâm hình chứ đừng. Đó. Phải trung tâm hình đấy, đẹp chưa? Quá tuyệt luôn. Đây. Muối ngon không? Đây. Wow. Đấy. Đấy. Muối rất ngon nhưng rất đều. Không vừa. Quá ngon luôn này. Đây, muối này. Đấy. Muối này. Tiến hành nhỉ. Đó. Tiến hành bóc nha. Mùi sở mịn lắm. Mùi sở rất mịn, rất sướng luôn. Wow. Các bạn nhìn nha. Đấy. Tuyệt vời chưa? Đấy, thấy cái tôm này chưa? Thử luôn muối này nhá. Chúng ta sẽ tiến hành thử luôn nhá. Tôm tuyệt vời chưa? Vàng óng luôn nhá. Thấy chưa? Các bạn thấy tôm vàng óng chưa? Dọc hết nhá. Quá ngon luôn.
Bún bưởi quá ngon luôn. Này. Tuyệt vời chưa? Đấy, bún bưởi tuyệt vời chưa? Đây. Thấy không? Tôm quá ngon luôn nhé. Tôm ngon chưa? Tôm ăn rất là giòn nhé, các bạn nhìn tôm này. Đấy, anh nhá, khi ăn này vẽ ra là đấy, tôm đấy. Đấy. Ăn thử nhá. Ngọt tuyệt vời luôn, không có một vị đắng nào. Cái bưởi này năm nay mình mới chỉ để ăn thôi, không có bán nhé. Bởi một người có thể ăn hết một vài quả, bởi vì nó không có một cái chút vị đắng gì. Ăn tôm giòn ngọt lịm luôn, ăn xong tay vẫn rám, không ướt gì. Đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video nha.